này mà vừa như vậy là dám bảo đảm giờ dám cam đoan là ghẻ chứ. Dám bảo đảm giờ dám cam đoan là ghẻ chứ. Rồi chào cả nhà ha, thì bữa nay Thuận sẽ giới thiệu với cả nhà một cái xe bán dừa của anh Úc Dừa ha. Anh bán ở chỗ đường cầu Trần Quang Diệu giao với Hoàng Sa ha. Cái xe rất đặc biệt, cái xe này chở tới hơn 300 trái dừa và anh bán chỉ trong 3 tiếng thôi mọi người. Đó. Rồi. Nè, bữa nay mình phát hiện có một cái xe dừa nha mọi người. Xe máy cải biên để chở một xe dừa luôn, rất là lạ ha. Anh này bán ở trên đường Bờ Kè Thị Nghè nha mọi người. Chiếc xe của anh rất đặc biệt nha. Đó. Nhìn chiếc xe rất dã chiến nha mọi người. Có thùng sẵn nước đá để uống nè. Đó. Anh bán là 15.000 hai trái dừa nha. Ủa đây là đường Hoàng Sa đúng không anh ha? Đúng rồi. À Hoàng Sa. Anh hay bán khúc này hay là bán dọc đường này luôn? Bán điểm đây không à? À. Dạ. Mới giặt sơ rồi chị. Để nguyên luôn hả? Nãy giờ mình thấy là có 3-4 khác rồi nha. Dừa này anh chở từ đâu lên bán? Bến Tre. À, là dừa nhà mình luôn hay là mình lấy của người ta? Không, cái này mình dừa. À, mình lấy từ vựa ra đúng không? Dừa này gọi là dừa gì? Này xiêm dâu nè, màu đó. Xiêm dâu hả? Bỏ vô đi. Trái nó hơi nhỏ nhỏ đúng không? Còn trái lớn này khác hả? Trái lớn là dừa ta. Trái lớn là dừa ta nha mọi người. Rồi, một trái uống liền phải không? Để bà ngoại cho cô uống trái. Cái xe dừa này của anh là được bao nhiêu trái ta? Đúng rồi, chắc hết này luôn tầm được 350. 350. Bán hết trong một ngày không? Mấy tiếng. Mấy tiếng rồi hả? Chừng 12 giờ hoặc 12 giờ rưỡi quay lại là hết á. Ồ vậy hả? Mà 9 giờ rưỡi thì lại đây. Là mấy giờ anh? À 9 rưỡi bán tới 12 giờ là hết một xe dừa nha. Nếu mà bữa nào trễ dữ lắm là khoảng 1 giờ. Wow. Đây mình bán giá này nó cũng mềm đúng không? Em thấy giá này là ok nè. Trong vòng 3 tiếng tiêu thụ khoảng 350 trái dừa nha cả nhà. Thì nó cũng khá là đắt khách nha. Anh người Ấn Độ cũng mua nha. Đó. Anh này ảnh ghi này 15.000 đồng nha, hai trái dừa nha, đó. Giá rất mềm nha. Bình thường mấy chỗ khác mình mua dừa thì khoảng tới 12 13.000 một trái lận. Ở đây 15.000 được tới hai trái. Siêu đắt khách nha đây. Vi 077-660-018. Số của anh đó hả? Dạ. Trái lớn trái nhỏ đồng giá hết anh hả? Đồng giá. À. Anh thích lấy bự thì nước nhiều thì lấy bự, còn ai thích nhỏ gì xiên thì lấy gì xiên. Thì bán ở đây là bán cái giá bình dân cho nên là bán cái vài tiếng đồng hồ à. Dạ. Anh bán mấy năm rồi?
cũng khoảng chừng 3-4 năm rồi. Yeah. À, cái mùa mưa vừa giá mềm giá rẻ mới bán. À, còn vừa nắng quá, vừa trời nắng quá vừa mắc quá cho nên không có đi bán. Bán mùa mưa nhiều. Yeah. Ủa nó nhỏ mà nó cũng già bình thường hả? Nó vừa ăn. Tại cái loại xiêm dâu thì nó ba lớn thì chứ đâu có bự nữa. Nhưng mà cái loại này nó mỏng cơm nó ngọt vậy. Nhỏ chứ nó có lợi hại của nhỏ chứ. Đúng rồi, dừa. Thì đây sắp tới là trời mưa là dừa nó rẻ là bán thường xuyên. Cái dừa mắc. Tự nhiên cái dừa mắc người ta cũng ít mua lại hả? Cũng hơi ngán, trái bốn trái, hai dạ hai con. Bốn trái, hai dạ hai con. Chứ giờ anh bán giá này là có rẻ nhất Sài Gòn chưa? Nếu mà giá này mà vừa như vậy là dám bảo đảm giờ dám cam đoan là rẻ nhất. Cam đoan là cũng có bán 7.000 ba trái 20 nhưng mà vừa nó dạng như vừa xấu xấu lắm. À. Giống như vậy nè. Nó tệ giống như vừa sâu vừa tệ. Còn như cái này là ví dụ vừa này là đúng vừa sim luôn nè. Bự có nhỏ có lộn xộn. Mình bán đồng giá cho nó dễ luôn. Người ta liên hệ với anh thì liên hệ anh tên gì và số điện thoại sao anh nói cho mọi người biết nè. Thì bây giờ có số điện thoại. Dạ. 0122 thí gọn đổi số mới 0776609018 Úc Dừa. Dạ. Úc Dừa 0776609018 0908. Đó mọi người. Đây mình đang uống thử trái dừa xiêm của anh nha. Wow, rất là ngọt nha cả nhà, ngọt liệm luôn á. Rồi ai có nhu cầu uống dừa thì cứ tới đường Hoàng Sa ha, chỗ này là gần cây cầu số 5 nè, cầu Trần Quang Diệu nha mọi người, ngay khúc cầu Trần Quang Diệu với đường Hoàng Sa thì gặp ảnh. Ảnh cũng có số điện thoại hồi nãy đó, thì mọi người tới mua dừa hộ ảnh nha. Yêu.
Rồi, cảm ơn cả nhà xem video nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video kế tiếp. Dạ.